Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile của mình. Và ngày hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2000, ngày cuối năm của 2019. Và hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm. Kênh của mình là bên mua bán phân khúc giá rẻ. Đây, và đây là hai số hot với mình này. Và đây địa chỉ thông tin cửa hàng nhà mình. Bạn nào gần địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn phải qua cửa hàng nhà mình để mua điện thoại nhé. Và hôm nay thì nhà mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại đây ạ. Rất là nhiều điện thoại giá rẻ các bạn nhé. Con này là Oppo A37 này, Vivo i55 này, chỉ với hơn triệu này, Oppo A7 hơn triệu này. Đấy, rất là rẻ nhá. A8 2018 này. Đấy, cấu hình RAM 4 này. Con này cấu hình RAM 4GB này. Bộ nhớ như là 32GB này, A8 này. A5 này. A5 2015 này. Các bạn nào thích sản phẩm nào điện thoại bên mình, các bạn thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình nhé. Nhà mình có hai số hot này ạ. Địa chỉ thông tin cửa hàng rất là rõ ràng, các bạn có thể là qua trực tiếp số điện thoại cho mình nhá. Và đây là Oppo A7s này, Oppo A7s này. Rất là rẻ các bạn nhá. Con này là Mi Note 6 Pro. Rất là rẻ. Con này 6 thường mất vân tay nhá. Và đây là con Oppo F11 Pro. Chỉ với hơn 4 triệu đồng thôi các bạn nhé. Con này A5 2017. Con này thì là 2 triệu đồng các bạn nhé. Và con này là Oppo con này Samsung A5s nhé. A5s con này còn 11 tháng bảo hành các bạn nhé. Đây, Samsung A50s. Con này thì hình thức máy đẹp 99% nhé. Máy không một vết xước nhé. Con này còn bảo hành đến tận 11 tháng đấy nhá, còn 11 tháng bảo hành nữa các bạn nhá. Khách vừa mới mua được 1 tháng nhá. Hôm nay cầm bên mình là hết hạn thanh lý nhá. Và đây con này thì Vivo i55, con này có khách chốt rồi này. Đấy, con này thì khách chốt hết rồi này. LG G7 này. G7 RAM 4 bộ nhớ 64 này. Dùng phê loài luôn. Loa rất là phê nhá. Đấy, rất là nhiều này. Và đây rất nhiều này, iPhone 6S này. Con này 6S, con này 64GB nhé, 64GB 2.6 này. Con này là A520, con này là bản 2 SIM, con này thì 2.2 này. Con này thì là giá thanh lý chỉ dưới 1 triệu thôi các bạn nhé, dưới 1 triệu nhé. Rất nhiều, con này 5S mất vân tay nhé, 5S mất vân tay con này 1 triệu các bạn nhé. Này 1 triệu ạ. Rất là rẻ, rất nhiều điện thoại rẻ các bạn nhé. Đây, 28 2018 thì mình mới cây. Con này thì đẹp, máy đẹp keng 3 triệu nhé. A8 2018, cấu hình RAM 4, bộ nhớ rất là rẻ đấy. Hôm nay thì nhà mình có ít mẫu điện thoại cũ thanh lý xả Tết các bạn nhé. Nói chung là xả giá rẻ, thanh lý giảm rẻ Tết các bạn nhé. Rất nhiều anh em lựa chọn nhé. Các bạn lựa chọn nào nhé thì các bạn liên hệ trên này. Oppo A57, 1.800.000, RAM 3, bộ nhớ là 32GB nhé. Một chân vân tay phát 1 nhé. Oppo A57. Và con này là con 5S 6 Bluetooth. Con này thì mất vân tay, quên mật khẩu Agla. Con này khách đã chốt rồi nhé. Thế các bạn nào thích sản phẩm cũ mình, các bạn thể đăng ký kênh, subscribe kênh, bật chuông thông báo. Và thích sản phẩm nào các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình nhé. Chào con.